giờ mình sẽ tiếp tục chuyến đi. Xin chào các bạn. Còn đường DT719, đường thành phố Phan Thiết ra tiền thành Kê Gà, thì giới thiệu các bạn là dài 25 km, là con đường ven biển. Bên phải là các đồi núi, cát đỏ. Bên trái là biển và các khu resort, khu nghỉ dưỡng. Thì trên đường mình đang đi là mới vừa xuống khỏi cái hồ Cát Lỡ thuộc địa phận xã Tiến Thành. Thì trong vòng 10 năm qua thì khu vực Tiến Thành, Thuận Quý, Cây Gà được xem là nàng thiên nga của du lịch Bình Thuận nha các bạn. Trời gió quá. Thì các bạn hiện tại là hàng loạt các cái biệt thự, resort, khu nghỉ dưỡng cao cấp đã bị bỏ hoang rất nhiều, cây cỏ um tùm và không có người trông coi. Thì theo như mình tìm hiểu bởi những người dân cư ở đây á, thì khoảng gần 20 năm trước khi Mũi Né bắt đầu nổi tiếng trên bản đồ du lịch của tỉnh, thì khu vực ven biển Tiến Thành, Thuận Quý và Cây Gà vẫn còn hoang sơ. Thì đầu năm 2000, nhiều nhà đầu tư ở thành phố Hà Nội, Hồ Chí Minh và các tỉnh lớn khác đã đổ hàng trăm tỷ đồng vào để xây các khu biệt sở, các khu nghỉ dưỡng cao cấp ven biển, khu vực Tiến Thành, Thuận Quý đến Mũi Cây Gà. Và do là năm 2007, Bộ Giao thông Vận tải quy hoạch Cây Gà càng nằm sâu để vận chuyển hàng hóa cho các dự án mỏ khu xích Tây Nguyên và đồng thời là phát triển kinh tế vùng Nam Trung Bộ để nâng cao kinh tế ở khu vực tỉnh Bình Thuận. Thì dự án cảng biển dài tương đương là 2,3 km các bạn. Theo diện tích mình tìm hiểu thì có diện tích là 366 hectare, do tập đoàn khoáng sản Việt Nam đầu tư. Thì bây giờ mình đang tiến đến ngay cái ngã ba. Cái con đường bên phải mình mới vừa chạy vô đây là đường này mới làm. Không hiểu sao nó con đường đang làm thẳng cái tỉa nhánh qua vậy, đồ bo một vòng lại cũng gặp tuyến đường cũ cách chừng nhau đâu hơn cây số chút xíu. Không biết chính giữa bên tay trái của mình, chính giữa đây chùa cái bãi đất trống này để làm cái gì không rõ luôn. Xe của mình đây các bạn, hiện tại thì mình chạy vận tốc cỡ 70 60 70. Tiếp tục câu chuyện thì năm 2008 yêu cầu nâng các dự án xây dựng biển sọt nghỉ dưỡng để nhường đất cho cái dự án là cảng biển nước sâu Cây Gà. Nhưng năm 2013 thì các dự án cảng nước sâu thì bị bỏ bỏ cảng, không hiểu lý do vì sao, cho nên là hàng loạt các khu resort đều bị bỏ hoang phế, nhìn giống như là những ngôi nhà ma. Trên cái dọc cái tuyến đường hồi nãy mình đi là phía bên tay trái của mình đó, lát có vài cái khu resort biệt thự cũng bỏ hoang. Thì nhiều người ta không biết thì người ta nhìn vô nói là không có tiền để đầu tư, hay là
hết vốn để là phá sản gì đó. Thì khi mình tìm hiểu được thì do họ vướng cái dự án cảng nước sâu xảy ra, cho nên là bị đình trệ. Rồi trước là có đền bù hay không thì điều này chỉ có người trong cuộc biết thôi. Còn mình thì mình rảnh rỗi, mình với bạn là taxi chạy ra tuyến đường này để xem lại hiện tại bây giờ như thế nào. Ôi bò, không biết người dân nào mà thả bò đi đâu như thế này. Thì chớ mà khi mà mình tung vô là bị bắt đền. Mấy anh phải ca đi nhẫn nhơ ngoài đường gây nguy hiểm quá. Thì hồi xưa mình nhớ hồi xưa mình còn nhỏ, năm lớp 6 lớp 7 mình cũng có một hai ba đứa bạn gì đó thì đọc xe đạp ra tới đây. Lại thả bò lung tung. Bây giờ gió quá các bạn ơi. Cái khu vực bãi biển Tiến Thành đi ra ngoài Phụ Quý, Tân Thành và Cây Gà thì có nhiều khu resort rất là đẹp, nhưng mà phải vắng khách, vắng khách quá. Cái mùa này hay là những tuyến đường này nó không phải như là đường ở ngoài Mũi Né, lưu lượng khách du lịch các vãng lai người ta rất là nhiều. Đây là có thể tour để người ta ghé vào các cái resort đó, người ta ăn chơi, vui chơi, giải trí, nghỉ dưỡng. Còn ở đây nó vắng. Cái con đường này thì mình đi thẳng vô thị xã La Di rồi Bà Rịa vào xuống nóng Bình Châu. Đường dài 25 km này nó là tới ngay mũi Kê Gà, hải hải đăng Kê Gà đó. Trời rất là gió. Nghĩ sao mà hồi nhỏ đạp xe đạp, hai thằng đạp xe đạp đi trời nắng mà đạp là cút ra đây. Bây giờ lâu lâu mình đi lại bằng xe máy mình cũng thấy ngán. Cái tầm một giờ mấy chưa nắng, để chút xíu nữa ghé cái quán nào mà uống nước dừa, nghỉ chút xíu đấy. Trời gió ghê. Nhiều bạn đi phượt, đi theo nhóm, đi từ La Di hay là thành phố Bà Rịa vào, có thể đi Phan Thiết theo tuyến đường này. Gió ghê. Nhiều khi trời gió mình chạy, vừa chạy xe vừa quay cái camera nó kêu thảo thảo thảo, nhiều lúc cái giọng nói của mình nó không có được rõ, các bạn thông cảm nha. Vì chớ nhiều lúc mình chở thằng bạn ở ngoài sau á, nó nói cái gì ở ngoài sau mình cũng không có nghe rõ, cảm ừ nó qua loa. Cái khúc chỗ này là bên hai bên nhà dân người ta bán hải sản này các bạn.
khu ghế sở các loại. Thì có hai ba chiếc ô tô hồi nãy mình thấy người ta dừng ở chỗ đó để người ta lựa mua hải sản. Chỗ này thì cũng còn thuộc xã Tiến Thành, cách trung tâm thành phố Phan Thiết cũng cỡ 15 cây số. Để chút xíu nữa mình ghé